Nước bất động sản Mỹ hé lộ ba kỹ năng cần thiết để kiếm nhiều tiền hơn sau đại dịch. Barbara Corcoran là một, là một trong những cá mập chính tại sắc tăng Mỹ, người đứng đầu tập đoàn bất động sản trị giá hàng triệu đô la. Corcoran sinh năm 1949 là một nữ triệu phú tự thân, doanh nhân, nhà đầu tư kiêm diễn giả nổi tiếng. Bà là người sáng lập The Corcoran Group và Barbara Corcoran Inc., được ngợi khen là nữ hoàng bất động sản Mỹ và sở hữu khối tài sản 100 triệu đô la. Nữ triệu phú có tuổi thơ cơ cực, vượt khó vươn lên. Thành công là thế, nhưng Cocoran từng có một tuổi thơ nghèo khó, cơ cực. Mẹ bà đã phải lao động vất vả để nuôi các con và bản thân bà cũng phải đi làm từ sớm để trang trải cuộc sống. Nữ doanh nhân nhớ lại mẹ tôi phải làm quần cuột cả ngày và không lúc nào được nghỉ ngơi. Mọi người trong gia đình tôi, từ lớn đến nhỏ, đều có trách nhiệm làm việc để kiếm tiền. Tôi bắt đầu đi giao báo từ khi mới 6 tuổi. Nhưng cũng vì thế mà Barbara Copcoran luôn nuôi dưỡng cho mình ý chí và nghị lực mạnh mẽ vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc sống. Từ khoản đầu tư chỉ 1.000 đô la, bà đã từng bước xây dựng doanh nghiệp bất động sản The Copcoran Group của riêng mình để xây dựng thương hiệu Barbara đã cho xuất bản bản tin bất động sản mang tên Copcoran và nhanh chóng biến nó thành kim chỉ nam cho những nhà đầu tư địa ốc cá nhân. Sau nhiều năm, tập đoàn này đã thành công rực rỡ, được bán đi vào năm 2002 với giá là 66 triệu đô la. Với những thành công lớn trong ngành bất động sản mà ít ai có thể thực hiện được, bà được người trong giới ví như nữ hoàng bất động sản của nước Mỹ. Bên cạnh là một trong những nhà đầu tư mát tay của Tanh, bà Barbara Corcoran cũng thường xuyên xuất hiện trên chương trình Good Morning American. Bà là một diễn giả có tiếng, viết rất nhiều cuốn sách bán chạy về cách hướng dẫn đầu tư và làm giàu. Chưa dừng lại ở đó, Barbara còn là nhà phê bình của các tạp chí The Daily Review, More Magazine, Redbook và luôn có những bài viết trên trang nhất của New York Times về các vấn đề kinh tế. Ba kỹ năng cần thiết để kiếm nhiều tiền hơn sau đại dịch. Theo Barbara, khoảng thời gian giãn cách xã hội chính là cơ hội tốt để ta có thể nâng cao kỹ năng của bản thân, bà nói. Một trong những điều tuyệt vời hiếm hoi trong đại dịch Covid-19 là bạn có rất nhiều thời gian để đánh giá xem mình muốn làm gì với cuộc đời này. Bạn cần phải trau dồi bản thân để sẵn sàng cho một nền kinh tế mới. Nữ triệu phú 72 tuổi này cho rằng nền kinh tế hậu đại dịch Covid-19 sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào các ngành kinh doanh trên nền tảng trực tuyến. Những người đón đầu xu hướng và có những kỹ năng phù hợp với lĩnh vực này nhất định sẽ có lợi thế lớn. Dưới đây là ba kỹ năng cần thiết để kiếm nhiều tiền hơn sau đại dịch theo nữ hoàng bất động sản Mỹ. Thứ nhất, hiểu và tận dụng thế mạnh. Cochrane cho hay, dù đang thất nghiệp hay đi làm, ta vẫn nên tận dụng khoảng thời gian này để biến mình thành một nhân viên không thể thay thế. Hãy biết rõ ưu ừ, nhược điểm của bản thân trong công việc." Bà nói. "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là nhìn lại bản thân và xem mình có những kỹ năng gì. Hãy liệt kê chúng ra. Tôi giỏi ở lĩnh vực nào? Tôi có thể làm tốt việc gì? Điều gì tôi muốn cải thiện? Trong trường hợp muốn tiếp tục lĩnh vực mình đang theo đuổi, ta nên tự hỏi bản thân rằng mình sẽ cần làm gì và chuẩn bị những gì để trở thành một ứng viên sáng giá trong mắt nhà tuyển dụng." Ta nên học cách phát triển bản thân trong thời gian này, nữ triệu phú 72 tuổi cho biết. Nếu biết thế mạnh của mình là gì và hoàn thiện nó, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội việc làm. Thứ hai, học một kỹ năng mới. Sau khi xác định một kỹ năng mới cần học, ta hãy tận dụng hàng ngàn khóa học miễn phí. Theo nữ cám hợp này, đây là lúc mà ta nên nhìn lại CV của mình, phát triển những kỹ năng mà ta ước rằng mình có thể có trước kia. Barbara Cogbaran cho hay. Nếu khôn ngoan, bạn có thể trở nên giỏi hơn, từ đó dễ dàng kiếm được một công việc như ý. Một trong những kỹ năng quan trọng theo Cốc Coran là phát biểu trước đám đông, đặc biệt với những người làm trong lĩnh vực giáo dục hay bán hàng, việc biết cách thu hút sự chú ý hay giao tiếp hiệu quả sẽ giúp ta có nhiều lợi thế. Bên cạnh đó, học thêm ngoại ngữ cũng là một cách tốt để tận dụng thời gian hiệu quả. Việc biết thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh sẽ giúp ta trở thành một ứng cử viên đáng gờm. Ngoài ra, hãy tận dụng thời gian này để thành thạo một ứng dụng máy tính nào đó. Có vô số các khóa học online hay các kênh YouTuber TikTok hướng dẫn ta cách khai thác các chức năng các ứng dụng như Microsoft, Photoshop hay Adobe Premiere. Thứ ba, tận dụng cơ hội kinh doanh mới. Đại dịch COVID-19 đã thay đổi thói quen của nhiều người, dẫn đến việc mở ra các cơ hội kiếm tiền mới. Ngay cả khi không bị thất nghiệp, Ta vẫn nên nghĩ cách củng cố vị trí bằng việc cung cấp dịch vụ và chuyên môn cho những người khác. Chẳng hạn, không ít giáo viên đã chuyển sang dạy online trên các nền tảng trực tuyến để kiếm thêm tiền. Hay những lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sẽ cần thêm rất nhiều nhân lực trong thời gian mới. Vì vậy, đừng bỏ lỡ nó. Ba nhận định, ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng có rất nhiều cơ hội kiếm tiền mới sẽ được mở ra và những doanh nghiệp bắt đầu trong khủng hoảng thường có cơ hội thăng trưởng tốt sau này. Ta sẽ chẳng bao giờ biết cuộc đời đưa mình đi đâu, nhưng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng bằng cách trang bị đầy đủ kỹ năng cần thiết." Sau cùng, nữ triệu phú tự thân nhấn mạnh: "Bạn phải làm mới cho bản thân, cho một nền kinh tế mới, bởi lẽ mọi thứ chúng ta thấy trước đây sẽ không bao giờ quay lại nữa. Bạn phải thay đổi hoàn toàn những gì đang làm để có thể tiến bộ hơn."